Ở đây có một con còng chết nè mọi người ơi, sao nó chết vậy ta? Trời, nước cạn bây giờ còng nó cũng bị chết nữa, hay là nó hai vỏ nó chết vậy ta? À? Quý quá mọi người ơi. Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Và mình là Quỳnh Như đây. Yeah, yeah. Bữa yes. Nay nước cạn quá trời luôn mọi người ơi. Có cái đường mương này nó còn đúng một miếng chút xíu để mà đi vô trong cái vườn của người ta thôi. Nước cạn á, thì ốc nó ở dưới sình nó trồi lên mọi người. Có mấy con hả nó sợ thiếu nước quá, nó chui dưới sình nó ở luôn. Nãy mình đi ra đây mình phát hiện cái đường nước này có khá là nhiều ốc luôn. Bây giờ mình sẽ lại bắt thử xem là nó còn sống sót hay là nó chết giống như con còng hồi nãy nha. Oh, cái mùi còn ám ảnh luôn á mọi người ơi. Mình đang đứng giữa cái mương luôn nè. Đây có một con ốc nè mọi người, hai con luôn. Nó đang làm gì nó hả họng ở dưới. Khoan nha, để mình ngồi cho nó đàng hoàng nha. Đó, mình đang ngồi giữa cái mương luôn nè. Yeah. Cái này là cái xuồng bể nó bị ngập sình ở trong này luôn rồi mọi người ơi. Nè, nắng quá nó đang hả họng ở dưới đây nè. Nè mọi người thấy không? Nước này là nước phèn, mình rất là khó thấy luôn. Được một con đầu tiên rồi. Nếu như ngày bình thường thì mình sẽ không có ngồi dưới đây bắt ốc đâu. Bình thường là nước nó dâng lên tới đây luôn rồi. Mình đang ngồi dưới cái mương bắt ốc đó nha mọi người. Bây giờ mình sẽ đi tới. À, mình đã có phát hiện một con ở đây. Yes. Con đây nữa nè. Yes. Được 1, 2, 3, 4 con ốc rồi. Wow, hồi nãy mình có rủ bé Phú đi bắt ốc nha. Cái cây nó đâm vô đít mình. À, bé Phú mắc ở nhà nấu cơm rồi. Để một chút mình coi bắt được nhiều ốc không. Rồi mình sẽ rủ bé Phú xuống nấu ăn nha mọi người. Mình sẽ để đây đi. Trời. Bay qua bên này á, cái sình nó lúng cái giò mình xuống luôn. Mình phát hiện ở đây có một con ốc nè. Thấy không? Khá là mập nha mọi người. Cái giò của mình sình không? Lâu lắm rồi mới đi bắt ốc á, mà sợ dính sình, coi chịu nổi không? Giết rồi thấy bệnh tiểu thư dữ lắm rồi đó. Tiểu thư đâu không thấy, thấy khùng khùng điên điên gì đâu á. Thôi kệ đi, miễn sao có ốc mà mình làm gì giờ? Nướng tiêu xanh chấm muối ớt ăn là bá cháy cuộc chét luôn đúng không? Còn gì mà không đúng nữa, quá đúng luôn rồi. Nhớ nhấn cho mình nút like ngay từ giây phút này nha. Mà thôi một kê mình nó đổ quá trời rồi. Máy yêu mọi người. Nói chuyện với mọi người á mà mình cay mắt luôn á. Tại vì mình cảm động á mọi người. Hôm nay mình đi giải cứu mấy con ốc nè. Để á, khi mà nó cạn nước hết rồi chắc nó chết quá mọi người ơi. Mình thấy tội nghiệp nó quá. Mình không thể nào mà hả mình bỏ qua được. Mình không thể nào giữ trong lòng được. Bây giờ mình phải bắt hết nó. Mình nướng tiêu xanh mình ăn thôi mọi người ơi. Trong thời gian nói chuyện mình đã thấy một con ốc nó bò nữa rồi nè. Nó đang lội ngược dòng luôn. Nè mọi người thấy không? Nó đang lội ngược dòng ở đây luôn. Khá là nhiều rồi đó nha. Ý là chưa qua cái mương bên kia đó. Không biết là bên kia có đủ được một nồi hả mình nướng không nữa. 1, 2, 3 con nồi. Vậy là được một chục con rồi. Trời ơi. Làm gì mà chiều mát nó trôi ra quá trời luôn hay sao? Hay dưới đất nó chui lên vậy ta? Hay là nó theo dòng nước rồi nó chảy xuống cái hát này? Wow. Mấy con này cũng khá là bự luôn á. Wow. Ở đây nữa nè. Con này nó nổi lên là nó sống hay chết vậy ta? Không, con này nó sống nha. Trúng mánh rồi. Kỳ này là mình có món ốc bu nướng tiêu xanh thiệt rồi mọi người ơi. Mừng quá trời luôn. Mọi người có thấy mình không? Không biết nó ở dưới sình nó bò lên hay sao á. Mình đang cố gắng bắt nó đây. Hai con này nó đang yêu nhau hay gì, nó nằm như vậy vậy mấy bạn. Bắt luôn. Mấy bạn thấy người ta trồng cái cây dừa nước ở đây không? Với lại ở đây có một cái cây bằng con đó nè mọi người. Cho nó đừng có sạt lở bờ đất á. Bây giờ mọi người thấy đầu tóc của mình nhễ nhại không? Bây giờ mình sẽ đi vô nhà đặng ngâm mấy con ốc này nha. Dạ. Phú đang làm gì vậy? Đang chậm tuổi chứ mấy tóc rồi, đi. Mới bắt được mấy con ốc rồi nè. Ghê hả? Chút nữa Phú xuống nha. Dạ. Xém té mọi người ơi. Mà bây giờ nước cạn á, mấy con ốc bu nó khôn lắm. Nó sẽ chui xuống dưới đất sình á, rồi tháng mưa nó sẽ chui lên đó mọi người.
Ở chỗ mình á, khô rồi đất nó nứt nẻ giống như vậy luôn nè mọi người thấy không? Đất nó nứt như vậy luôn á. Khủng khiếp chưa mọi người? Giết rồi á, con chó nó không thèm ỉa dưới đất luôn, nó lên tàu dừa nó ỉa luôn. Wow. Mẹ ơi, mẹ có nấu cơm không mẹ? Vậy hả? Xin nước do cơm của mẹ. Giờ em sẽ lấy cái này em sẽ chà cho con ốc nó sạch nha. Bây giờ khá là lâu rồi, bây giờ nó nổi lên luôn vậy, không biết nó có chết không nữa. Nữa nó có ăn bông mai nữa nè cả nhà ơi. Ồ, những con này khá là mập luôn, nó nhả đất xì 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 luôn nè. Con này to nhất luôn. Bây giờ mình sẽ đổ ra nha. Bây giờ nó nhả ra sình đất, nó có ăn lúa nữa mọi người ơi. Hai dưới vào nước mưa. Để cái chảo lên. Mình sẽ để mấy con ốc đây luộc nha. Hỏi đi. Cuối cùng cũng đã cháy rồi mọi người ơi. Kệ nó đi, bây giờ mình sẽ đi vô làm gia vị nha. Hello, hello, xin chào bạn, mình là Vũ này nha. Đây, ốc nướng tiêu xanh là phải có tiêu nha mọi người. Wow. Luôn ha, mình mới mua 20.000 đó mọi người. Nhìn có đã ghê không, sợi sợi giống như là chuỗi ngọc trai vậy đó. Nắng nó không còn nước hay sao, nó muốn khét cái chảo của mình rồi. Mình sẽ chế nước vô. Nhiều đó là được rồi mọi người ơi, khói quá. Cái bình nước này mình mua tới 30.000 lần đó, để mình uống nha mọi người. Mình sẽ làm nước sốt nha mọi người. Để cho vô đây là 2 muỗng tương ớt. Đó, 1 muỗng, 2 muỗng. Sa tới tôm. Nửa muỗng hạt nêm. Nửa muỗng bột ngọt. 2 muỗng dầu điều. 3 muỗng đường. Nước mắm. Cú đã lạc xong tiêu xanh rồi, mình sẽ cho vô luôn nha mọi người. Wow, hỗn hợp này rất là ngon rồi đó. Nó sôi quá trời rồi, bây giờ mình sẽ vớt nha mọi người ơi. Ôi, nó chốc mày chốc mặt ra hết rồi. Mấy con ốc nó mập thù lù thù lưa luôn mấy bạn ơi. Ăn vô chắc giòn sực sực nha, giòn béo béo quá. Chắc như vậy quá, chứ không có mùi bùn đất gì đâu ha. Chắc là mình sẽ vớt ra để nó teo không có ngon nha. Gì ông thỏng ghê vậy trời. Gì vậy tía? Gì đây? Oh my god. Con này nóng quá, nó nổ cái đít nó luôn à. Bỏ vô nấu lại. Tối luôn rồi mọi người ơi, chút nữa hai chị em mình sẽ ăn phia ốc nướng tiêu xanh luôn. Mình sẽ vớt hai con cuối cùng ra luôn. Nó vẫn chưa bật nắp luôn. Thôi kệ đi, mình cố chấp. Trong thời gian mà đợi gì vậy? Thì Huyên tắt đèn rồi. Tắt điện hả? Trong thời gian mà đợi ăn thì hai chị em mình sẽ ăn cây kem nha. Cây kem bắp nha. Ăn trước đi. Wow, trời ơi, xì kem ra luôn kìa. Wow. Cắt miếng. Cất à. Nó có mùi bắp. Có điện rồi. Ngon. Mùi bắp đặc vị luôn ha. Mà có mùi sữa nữa, béo béo ha. Chút xíu nữa là cạp hết cái vỏ bắp của con nhỏ rồi. Thôi kệ, để cho nó ăn đi mấy bạn ơi. Gì đâu. Trời ơi, coi kìa, coi kìa, coi kìa. Ăn chảy tìm lem kìa. Trời ơi, tới luôn. Ngon không? Ngon. Trả 7.000 đây. Gì trời. Em mình sẽ để ốc lên nha mọi người. Wow. Chiếc ốc rất là dễ thương. Còn cái đó sao? Để lên luôn. Này mình chỉ mô ban trước. Ừ? Này mình chỉ mô ban trước. Để lên là chan nước sốt vô. Mấy con trời mô Phật là xỉu à, xỉu à, xỉu à. Để nhiều quá rồi, nó có chín không? Không. Nhiều quá một chút nó nổ chạy không kịp. Gì? Nó nghe ghê à. Muốn chạy chị á, chan nước sốt vô. Muốn mặn à. Sao không đủ quá nha. Trời ơi. Đó. Không đủ mà còn làm gớt nữa. Hậu đậu quá trời quá. Không mập, không mập nữa nè.
Một chiếc nó sẽ nổ. Nổ đâu mà nổ? Và Phú sẽ chạy trước. Quá trời ngon luôn. Con này mập quá. Con này mập uống nu mà. Đổ. Đó. Thơm thế rồi hả? Thích cà phu. Càng nóng lên có mấy con ốc nó bắt đầu nó sôi lên rồi kìa mọi người. Đó, nó bắt đầu sôi lên từ từ rồi đó. Chút tiêu nó sẽ chín, nó sẽ mềm ra ăn rất là ngon luôn nha. Bến cà bù. Đúng rồi, quá giỏi luôn. Xếp hàng như vậy là đẹp. Chị Việt, giỏi chị cưới vợ cho. Việt không? Hả? Việt chưa? Việt rồi đó. Con này ơi, con này sao nó không có đứng nổi. Nè, mình đã vô kẹt ngay này nè. Đó, đúng rồi, để vô. Quá là thông minh nè. Trời ơi, đẹp trai mà ai làm lại đi. Ok mọi người ơi, hai chị em mình đã bày ra mâm rồi. Bây giờ mấy con mối cánh nó bu cái bóng đèn quá, mọi người thông cảm nha. Mối cánh đã tới rồi. Ôi. Có chào không đây? Không. Wow. Chào ông ơi chào. Ố mà. Thơm quá. Quá chậm mấy con mối cánh. Cầm. Mối cánh vô tới rồi chị ba. Wow, Pepsi màu kỳ vậy, như trà xanh vậy. Vô 2, 3, vô 2, 3, ủa. Mời mọi người nha. Mời mọi người cùng uống nha. Sao Pepsi nó lạc chứ hả? Để lắc lên cho chút uống. Nó nổ không Phú? Không. Sao Pepsi gì nó lạc vậy? Chút nổ cái đùng đi. Tại lâu quá không uống Pepsi á. Tại chiều chị ba mua Coca mà không có. Chị ba làm tem Coca quá. Sao mình không mua xì tin á mình nữa? Có xì tin á. Ừ. Trong nhà mang bà để mai làm bánh. Đúng. Bây giờ thì mời mọi người cùng ăn chung với hai chị em nha. Đâu rồi? Cây tầm đầu. Cây cần câu rồi. Ủa? Ủa nãy đi đây mà. Đây nè. Bây giờ mình sẽ ăn thử con giòn giòn vậy. Bây giờ Phú sẽ ăn thử con nhỏ chưa? Ê, chị ba ca cầm một chiếc họ nó có nóng tay vậy? Không. Thơm hả? Thiệt mà. Trời ơi, con này bự dữ rồi mọi người. Mình ăn trước con nhỏ. Trời ơi, mình quên lấy cái đồ, mình để cái vỏ ốc rồi. Để mình ăn cái gì mình đi lấy. Bích cà bu. Nó văng hột kia ghê đi giúp hình. Thằng nghĩ là ghê quá mọi người ơi. Nè con chị ba siêu bự luôn nè. Nè yeah. Vô 2, 3, vô 2, 3, ăn. Hồi ốc này á, cái làm như nó lặn ở dưới sình lâu quá rồi, nó lên lắm. Nó dai bạc cố luôn. Giờ ăn. Ở dai y chang như là cái cục gân bò vậy á. Đúng rồi.
nó dai dai sực sực. Anh có đây còn đang ốc bù á. Này hả? Ừ. Thì chị bà lấy cái đồ để giỏ vô. Có ong nữa đây Phú. Gì nữa? Đau quá, ong nãy vuốt lạp chết rồi. Thằng gì? Thằng tới ngốc. Ủa sao nãy con ốc của mình nó không có tiêu xanh ta? Sao giờ tiêu xanh nó mất tiêu hết trơn rồi. Gớt hả? Miếng nước. Cái nước trong con ốc nó ngọt he. Quá đã luôn. Tiêu xanh này nè. Tiêu xanh bây giờ ăn nó rất là mềm và ngon luôn nha. Con dĩa bò hay cổ rồi. Tiêu xanh ăn rất là mềm. Đúng rồi. Con gì á? Buồn hông. Quá trời nguyên một đám vô tới. Anh thấy bóng đèn nè. Con tiêu xanh này á, ăn rất là mềm và nó cay nha. Tiêu chín ở trong này không ăn, ăn tiêu sống gì vậy? Tiêu sống nó cay lắm. Người ơi, cầm cho tiêu sống ăn cay quá. Mày dữ chưa? Số 1 đi. Trộn này lên. Mua ớt này là có đường, muối và bột ngọt nha mấy bạn. Ngon quá. Nóng như này đem lên liền ăn nó mới ngon. Coi con ốc nó dai kìa. Dai cũng khiếp luôn. Ngon nhớ cái nát. Cảm thấy ớn lạnh. Cảm thấy ớn lạnh đến tận cốt lõi. Hôm nay hai chị em mình ăn cái này, hai chị em mình có kể chuyện gì nữa không? Có kể chuyện luôn. Hai chị em mình kể chuyện gì vậy? Không biết. Sao vậy? Cũng không biết. Biết đi. Thì ba biết chứ, ba kể đi. Hai chị em mình lại kể chuyện ma nha. Đúng. Nhưng mà mới biết kể chuyện ma gì. Đi chậm cái bếp quay lên. Ghê vậy. Đúng rồi. Tiêu này ăn một chút chứ nó nóng cái bụng dữ lắm. Nhưng mà không sao, ăn tiêu nó tốt, ấm cái bụng tốt. Cái nước này bác cháy luôn á trời. Ngon. Bữa nay sao mà làm nước sốt ngon dữ vậy trời, không biết ai nhập. Nó dữ quá. Chắc đầu bếp nào nhập. Đang suy ngồi suy nghĩ coi kể chuyện mai gì. Mà kể câu chuyện nào có thật đi. Chuyện có thật không? Gì vậy? Bon cửa này. Nó sủa là có người á. Bon hả? Ừ. Mà bon chứ không mình. Người ta đi sâu hoặc là coi chừng người ta đi xẹt á. Tất cả mà. Nó sủa là có người ta. Con chó bò sữa sủa là hơi tào lao. Không phải bò cay sữa. Quá. Quá cái tiêu. Cái chuyện này cho cuốn nha. Chuyện có thiệt luôn. Rốt miếng rồi. Cày giờ tiêu đi. Giờ kể chuyện giấu tên nè, không kể tên giống nha. Sao mà chỉ có thiệt. Kể chuyện em sợ sợ đi. Chuyện là cái, nói chung là cái dì của bạn mình. Là cái dì đó tên là Phương. Dì đó là hồi xưa, hồi mà dì đó chưa có chồng á. Là dì đó hay mà kiểu dạng như là tắm sông ban đêm á.
Trời. Ừ. Hay tắm sông ban đêm á, cho nên là giống như hồi con gái á, là tắm sông ban đêm á mọi người, rồi cái nói chung là gặp cái trời hồi ơi. Cái gì? Trời ơi, có nhiêu đó mà cũng để gớt đất nữa hả? Ôi giời trời. Chị lại em. Ổn con quá. Đập em cái giờ, ăn cho đàng hoàng, để trong đây nè, có gì nó gớt vô đây. Tại vì tha tha đâu ra ngoài biết nè. Rồi đó rồi, dục đi, người ngắt cái đó ra. Chị lại em. Rồi, ba kể tiếp đi. Chứ em không ngắt cái cục trong cái đầu ra hả? Cục ở đây nè. Nè. Đó hả? Ừ. Nè, nguyên cục đất nằm trong này, thấy không? Hay biết nãy giờ quên không thấy đâu. Trời ơi, chị lại em một lần nữa. Rồi, kể tiếp đi. Là cái gặp cái sông đó đó, là hồi đó có chiến tranh á, xong rồi cái người đó là người lính nó cũng chết ở đó luôn. Cái gặp cái cô Phương này nè, cái ngày nào cũng tắm ở đó hết trơn á. Cái mới thấy cổ thích quá, mới đi theo cổ luôn. Là cổ là hồi con gái á, là cổ không có mà yêu ai hết trơn. Nói chung mà ai mà tới hỏi cưới là cổ kiểu như là cổ sao ta, kêu là sao ta, bức xúc mà mạnh á, cổ ra cổ kiếm chuyện, cổ lật bàn, cổ đuổi về không à. Mà bình thường cổ không có vậy nha. Bình thường á là cổ sẽ kiểu như là rất là ngoan hiền luôn, mà cha nói chuyện là dạ hư không à, chứ không có mà lễ phép. Ủa vậy không có mà bức xúc giống như vậy. Nói chung là hàng xóm ai cũng thấy thương hết trơn á, mà không hiểu tại sao mà có một khoảng thời gian á, là không phải là cổ tự nhiên mà tối cổ xuống sông tắm, là lúc đó cổ đi làm mà giống như là làm quán trong nhà hàng á, là tới 12 giờ đêm, có khi 1 giờ á, là khách người ta mới ăn xong á, là cổ mới về. Rồi khi xong cái cổ thấy nực quá, cái cổ mới đi xuống cái bến ngay chỗ mà nhà hàng á, là cổ tắm. Mà cổ tắm 2-3 người lận, rồi có khi cổ tắm một mình cổ nữa. Rồi cái cổ đi bộ về nhà vậy đó. Cũng có khi cái chú đó là đi bộ theo cổ luôn. Xong cái ăn con ốc coi. Ăn con ốc coi, nói nữa nha. Ăn ba chai, ba tí xanh này chai. Khủng khiếp. Kìa yeah. Cậu lấy cái đậu ra chưa? Nè, cái cục này trong đậu nè, thấy không? Ăn đại đi. Nó giống như cái răng nó vậy đó. Ừ, cũng giòn giòn nhưng mà cái răng nó cũng ăn đất á, dính đất nhiều. Mình cũng ăn cái thịt nó thôi. Được chưa? Mình chém nó mua hôn một bàn tiếp. Ừ, tiêu cay quá. Xong rồi có một khoảng thời gian là cổ đi về, rồi cái người đó cứ đi theo cổ vậy á. Có khi á, cổ được người ta cho có gian á, cái người lính đó nó làm cho cái xe bị hư luôn. Yeah. À, đặng cho cổ đi bộ tiếp, đặng cho ổng đi heo bảo vệ bà vậy á. Cái dì Phương đó mới nói chung là cũng có cảm giác như là ai đi sau lưng mình vậy đó. Nhưng mà mình quay lại là sẽ không thấy ai hết trơn á. Nhưng mà nói chung là cổ thì không có suy nghĩ tới chuyện đó nhiều, mà cổ cũng không có muốn tìm người yêu luôn. Cái có một ngày đó là người ta đi coi thầy á, người ta nói cổ bị có một người heo vậy á. Cái bà cũng với mẹ của cổ á mới dắt cổ đi trị. Mà cổ không có tới chỗ mà người ta trị á, cổ không có vô. Sao? Cổ lại mấy mương cổ ngồi cổ khóc. Cổ không có chịu vô. Rồi cái bắt đầu thôi mới dẫn cổ về nhà. Xong rồi cái thấy con gái lớn vậy rồi mà kiểu không có lấy chồng á, cái mẹ cổ gả cổ đại luôn. Mà cái người lấy cổ á là cũng thương cổ nữa. Nhưng mà tới chừng mà cái ngày em cưới á, là tự nhiên á là vòng vàng lòng mất tiêu hết trơn luôn. Mà hỏi ra á là đâu có ai trong nhà lấy đâu. Cái biết ở đâu ấy không? Đâu. Cái ai cũng hỏi cổ là bây giờ có quên để ở đâu không. Cái cổ tức quá, cái cổ mới nói là con á, con lấy á, mày muốn đem chung với con cưới vợ con. Là cái ông lính đó, ông nhập vô về cô Phương á, cổ mới nói vậy á. Con á, con lấy á, đặng mày mốt con đem con bắt vợ con xuống dưới á hả, đặng con cưới vợ con. Kìa yeah. Ờ à, thấy ghê chưa? Trời ơi, nhổ da gà tới rồi nè. Chưa gì á, gọi kẹp đi. Xong rồi hen, có một lần nữa là nói chung là rồi cái đó là mất luôn nha. Mất từ đó là mất luôn. Xong rồi mới mua vàng khác, đám cưới rồi đàng hoàng nha. Nhưng mà hồi lúc mà tới là động phòng á,
là không có cho động phòng, giống như là động phòng là quay cái khác ngủ, là ngủ riêng, rồi không có động phòng. Nhưng mà sau này rồi cái cũng có được 5 người con, xong rồi cái kiểu như là mỗi lần mà cái gì này mà tức giận cái gì lên á, là cái người đó sẽ nhập vô. Vợ tôi sống á trần gian hen, mấy người ăn hiếp vợ tôi hen, vợ hả, tôi sẽ đem vợ tôi đi nè, cái bắt đầu hen xé áo xé quần vậy nè, ghê trời. Nhập vô xé áo xé quần vậy nè, không là lấy tay quào hen, da thịt được chảy máu hết trơn luôn vậy á. Xong cái gọi hen người ta, thôi không có ai mà dám chửi vợ con đâu, không có ai chửi vợ con đâu vậy á. Rồi xong rồi mới dịu xuống mới nằm mà con mắt đỏ ngầu luôn á nha. Vậy á, xong rồi khen có một lần á, là dì Phương á, cô Phương chứ bà kể á, có cũng không được phút nữa bà nói á, là có khi ngủ á, quay lưng qua thấy người ta mặc đồ lính nằm kế bên luôn. Được hả? Ừ, là cái người đó hen tới thời điểm bây giờ hen là vẫn còn heo luôn. Lâu quá là thấy người ta hả, quay qua thấy có một người, cảm giác có một người nằm kế bên mình phải không, là nhìn thấy cái lưng của người mặc đồ lính luôn, nhưng mà không bao giờ thấy được cái mặt của người đó nha. Sợ chưa? Chưa gì bây giờ. Cứ từ rồi. Tối rồi đó, ăn cho ít ít đi. Rồi cái okay, có một lần nữa hen, là lúc đó là bạn của chị ba thấy rồi, chứng kiến luôn nha. Bữa đó là giống như là trời nó cũng hơi âm u á, mưa hả, không bắt trời nó hơi tối tối vậy, giống như là vậy nè, gió gió vậy nè, cái nó cũng gió gió cũng lạnh lạnh vậy nè, mà sao chiều đó thấy cái mặt của cô nó buồn buồn, cái mới ngồi hỏi bà. Trời cái gì ở trên nóc nhà rớt luôn, đầu mới rớt xuống nhà, cây dừa. Mấy họ hỏi bà là sao mà bữa nay cô buồn quá vậy, sao mà bữa nay cô không nói chuyện với ai hết trơn vậy. Cái bà nói là sao bây giờ bà nhớ chồng bà quá, mà chồng của bà là còn sống bình thường nè, ở trong nhà ngày nào bà không gặp. Bà nói sao bây giờ bà nhớ chồng của bà quá, bây giờ dẫn bà đi kiếm chồng bà đi. Cái tự nhiên nói vậy, cái nói sao chú ở trong nhà mà cô. Cái bà nói không phải, chồng bà đi lính lâu lắm rồi, chồng bà bây giờ đi lính lâu lắm rồi, hôm bữa ảnh điện về anh nói anh nhớ em quá à. Không lẽ bây giờ cổ bi cổ lậm cái người đi lính đó rồi ta. Cái cổ mới nói là hồi đó đi lính gặp rồi hai đứa tắm sông chung nè, hồi lúc mà cô chưa có chồng nè, nói vậy á. Mà sao hỏi chút hỏi ra không nhớ gì hết trơn, quên á. Cái mình mới được chú kể lại á, là chú mà chồng của cô hiện tại á nha, mà kể lại đó là bả giờ vậy á, có lúc nhớ lúc quên. Hồi đó vợ ha đi trị bệnh cho bả dữ lắm, mà tới chừng tới chỗ bả không có vô, tới chỗ cái bả ra mấy mưa mới ngồi, mấy bả khóc. Còn có khi á, bà ở nhà hang tự động á, kiểu như trong con người bà làm sao á, ai mà nói chuyện mà không vừa ý hoặc là này kia á, là bà sẽ tự động xé đồ bà à, xé quần xé áo bà à, giống như là bà muốn chết đó, biết không? Bà muốn chết đặng kiểu như là khi mà con người mà mình mà cái tâm trạng của mình không vui, sức khỏe của mình yếu quá, là giống như là cái thành phần bên ngoài nó xâm nhập vô mình á, không phải là ai, không có mình nữa, mà là ai nhập vô mình á, là người ta muốn phá hoại thân thể hoặc là muốn giết mình để đem cái hộp mình đi vậy á. Rồi cái nói vậy rồi sao chú mới nói thì giờ cứ vậy thôi, đừng để bà kích động quá là cái người đó sẽ nhập vô, dẫn bà đi. Giống như cái mà giống như là tình người mà duyên âm vậy á, là mình là người sống nhưng mà mình có chồng là người chết vậy, có một người chồng là người chết vậy, là lúc nào cái hồn của người đó cũng đi theo mình ăn ngủ, nói chung là hiện diện kế bên mình luôn, nhưng mà mình không biết. Đôi khi là mình chỉ mở nhãn cho mình thấy thôi, mở cái mắt ra cho mình thấy, kiểu như là mở mắt của mình á cho mình thấy họ đứng trước mặt mình vậy thôi rồi biến mất, chứ không có phải mà đứng luôn phá mình, hiểu không? Có khi coi thầy người ta nói là cái người này á, là người ta thương lắm, là đi heo là mấy chục năm rồi,
hiểu không? Là bây giờ không thể nào mà làm phép làm cái gì cho người ta đi hết trơn á. Chỉ có mà khi tối cái người mà của Phương đó, bà nằm bà nói chuyện với cái người đó thôi. Bà chỉ nằm là nói là anh nếu mà hương tôi hay gì á thì anh đi đầu thai đi, anh đừng có đi theo tôi nữa. À nếu mà anh đi theo tôi nữa anh vừa làm khổ tôi mà làm vừa làm khổ anh nữa. Anh đi đầu thai đi, anh chuyển kiếp đi, rằng anh có cuộc sống mới, anh có tình yêu mới. Chứ mình là người với ma mà. Trời ơi trời. Cái đồng hồ á, thồ á chía. Mình là người với ma mà làm sao mà mình có thể ở chung được, mình có thể sống chung được. Em cái đồng hồ tên tợ coi như đang kể tưởng có ai nói gì chứ. Em không có đem lại hạnh phúc cho anh á thì anh cũng nên đi kia đi đầu thai để mà hả có cuộc sống mới đi, để cho cuộc sống của em yên ổn. Kiếp này mình không có duyên rồi, anh hãy đi đi để cho em cuộc sống hạnh phúc. Nếu anh thương em thì anh hãy đi đầu thai đi để cho em được sống hạnh phúc. Đó là ông thầy ngày nào cũng phải kêu bà cô Phương là nói nằm ngủ là giống như là nằm nói với cái người đó như vậy đó. Nhưng mà cái người đó không có chịu. Cái người đó không có chịu. Cái người đó là kiểu như là bây giờ thương dữ lắm rồi, nếu như mà đi là hai người cùng đi. Nếu như mà bây giờ muốn đi là phải chết, phải giết cái người này vợ thì chết cần đi theo ổng. Vậy á, xong cái người ta năn nỉ quá trời năn nỉ luôn mà cũng không chịu nữa. Có khi thấy ổng đi trong nhà luôn nữa. Ghê hả? Nhưng mà là giờ ổng chưa đi, nhưng mà bây giờ ổng không có kiểu như mà hiện lên mà phá nữa, hiện lên mà nhập vô người mà phá nữa. Bây giờ kiểu như ổng cũng thương đó, nhưng mà ổng không có tâm ma nữa. Ổng chỉ âm thầm bên em thôi. Đúng rồi. Cả ổng không có hiện lên nữa, ổng chỉ vậy thôi chứ ổng cũng không có đi đào hai nữa, giống như là ổng còn quyến luyến vậy á. Nãy giờ ta kể chuyện ăn hết luôn vậy hả? Hả? Hết không chờ con nào luôn vậy chị ba. Không, bây giờ nướng cái ốc khác đi ra ngoài chỗ hồi sáng bắt nướng cái khác đi. Thôi, giờ này cho Phú Thiện cũng không dám đi nữa. Trời ơi trời, nãy giờ ê, con gì cái gì đấy, con gì á? Con gì? Vậy? Rồi con gì? Con gì vậy? Con gì? Vừa đi. Cái con ngông. Hên Phú Bổi rồi. Trời ơi. Hên Phú Bổi rồi chứ không hên nó quất ngay này, chỗ này là nó sưng cái mặt trầu dù vậy luôn nè. Chứ đó sưng mặt gì? Sưng cái cơ này nó liên quan nè, sưng cái mặt hình lên vậy nè. Trời ơi, trời ơi, chết. Hên, ở dậy Phú Bổi đó. Cảm ơn nha, chị mẹ, cảm ơn em. Mẹ trời, ba ăn ốc bự đi. Thôi chị không ăn nữa đâu. Chị no rồi, em ăn đi. Dây dài, Phú ăn nha. Trời ơi, em ăn hết đi cho vừa lòng em. Nói chung là kể cái câu chuyện như vậy thôi, nhưng mà cái kết cục là bây giờ vẫn còn. Đến bây giờ là vẫn còn. Nói chung là cũng có nhiều lần chứng kiến, nhưng mà mình không muốn kể ra mọi người ơi. Tại vì nói chung là cảm giác nó rất là ghê. Nãy giờ con Phú nó nói nó không sợ, nhưng mà kiểu như mình có mặt thì mình sẽ cảm thấy nó ghê. Nó nổi da gà. Ok. Nó sợ. Kỳ hả? Chứ có nhiều lần giống như là những cái mà duyên âm theo là kiểu như dạng nó sẽ phá phách mình nè. Nó làm cho mình khùng khùng điên điên. Giống như là khi mà mình đang kiểu như ngủ á, nó sẽ dẫn cái hồn mình đi. Giống như dẫn mình ra bờ sông hay là dẫn mình đi đâu á, cho mình giống như là mình đi trong vô thức, mình đang ngủ mà. Đó, rồi mình sẽ phóng xong rồi mình sẽ chết luôn dưới, bắt đầu nó bắt cái hồn mình đi. Kiểu như vậy á. Giống như những người mà từng nằm mơ mà sẽ thấy một cái giấc mơ là có ai đó dẫn đi chơi. Hồi đó mình nằm mơ mình thấy rồi nè. Mình nằm mơ á, mình thấy là lúc đó mình đi trong một cái con đường. Mấy giống như cái đường đó là cái đường đá xanh nha, chứ không phải là cái đường mà đường xi măng nha mọi người. Là cái đường đá xanh đó hai bên là có hàng mít nha. Xong rồi cái he mình thấy có một cái nhà lá mà ở ngoài trước có một cây bông giấy rất là bự luôn. Xong cái mọi người biết gì không, là lúc đó mình thấy là mình mặc một cái áo dài trắng, làm giống như mình đi học về vậy đó. Còn cái anh đó là mặc quần tây áo sơ mi trắng nha. Yeah. Lúc đó là mình thấy là cái mặt anh đẹp trai dữ lắm luôn á. Nhưng mà xong rồi cái trong giấc mơ là mình thấy rõ mặt đó, mình nói là bây giờ mình sẽ nhớ cái mặt này để mà mình gặp ngoài nha. Nhưng mà thật ra là mình thấy ảnh là nắm tay mình dẫn mình vô cái nhà đó rồi nấu cơm được cho mình ăn nữa nha. Yeah. Ờ, mà đi qua một cái cánh ruộng mà toàn là bình bát không luôn. Xong rồi cái có một ngôi nhà đó à, mà mít đồ trái cây xung quanh nhiều lắm, giống như là tình yêu chung mơ vậy á.
rồi cái mình cũng ăn cơm, mình cũng nói chuyện rồi ngoài kia. Nhưng mà bây giờ mình tỉnh dậy á thì mình nhớ lại cái quang cảnh thôi, chứ vậy mình không nhớ mình ăn cái gì luôn. Mình cũng không có nhớ cái mặt ảnh là ai luôn, à, mình chỉ nhớ là ảnh cao hơn mình nè, với lại ảnh có chẻ tóc 73 nữa. Mình chỉ nhớ tới khúc ngoài sau lưng vậy thôi, có hai lỗ tai giảo lên vậy nè, rồi là mình không có nhớ cái mặt gần sau luôn á. Ngộ vậy luôn á. Rồi là mình thấy giấc mơ đó đúng hai lần luôn. Đúng chỉ có hai lần thôi là mình thấy, tự nhiên là thí dụ mình ngủ phải không, mình nhắm mắt lại là cái cảnh mà cánh đồng mình bác, xong rồi tự nhiên bước vô cái đường đá có hai bên vườn mít, là mình tự đi một mình nha, là mình bước vô cái đường mà vườn mít là mới gặp ảnh, là bắt đầu ảnh dẫn vô nhà nấu cơm cho ăn rồi vậy thôi á. Là sao mà giật mình vậy, làm sao nhớ mặt ảnh mà không nhớ nổi, chỉ là nhớ được vóc dáng thôi, với quần tay áo sơ mi có đeo cộng dây nịt vậy thôi, chứ là không có nhớ cái gì hết á, không có nhớ mặt mày sao, không nhớ ăn cái món gì luôn. Kiểu gì đó, ăn ọt ọt ghê ghê trời. Sao tự nhiên kể cái khúc này sợ gì đó? Có gì đâu mà sợ. Chưa gì hết thấy ớn lạnh. Chứ hồi đó ha, mỗi lần mà nằm mơ thấy vậy hả là phái lắm, tại vì lúc đó đi chơi mà. Sau này mới nghe người ta kể ra nằm mơ thấy vậy thôi là lúc đó có người heo mình đó, có cái hồn ma con trai heo mình đó, bởi vậy nó mới dẫn cho mình nằm mơ giống như vậy đó. Giống như là đi làm về khuya nhiều quá, nhiều khi hạp viên á nó heo mình về đó. Ghê không? Nam mô A Di Đà Phật á. Ăn đi, tới thịt cò phải lan chín chưa? Bàn. Ủa chị ba không có ăn nữa thôi nên nữa không có ăn nữa hả? À, tôi kể được thêm một câu chuyện nữa. Nghe không? Nghe. Một chút không dám về rồi đừng kêu đưa về nha. Bây giờ Phú ăn từ từ nha, ốc này nghe cho ba kể. Rồi không hết thì ăn hết ốc thì không còn gì ăn thì ăn hết tiêu luôn. Con lọt trong. Là lúc đó là kiểu như là một giấc mơ nhưng mà nó rất là thực tế luôn nha. Chứ nữa. Là lúc đó là mình đang bây giờ Phú sẽ biết là cái phòng của chị ba đang ngủ trên giường phải không? À. Tự nhiên cái cửa sau của mình là bằng cửa cây. À. Nó đập liên hồi luôn, đập đùng 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 vậy nè. Không ai mình kể mình đừng có diễn tả được không? Nó đập đùng phải diễn tả mới tưởng tượng được. Gì? Nó đập đùng 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 vậy nè. Mà diễn tả sợ. Cái chị ba sợ quá trời, giống như là bây giờ nhà ngủ hết trơn rồi, không có ai hay hết trơn, cái chị ba mới lại đè cái cửa lại, nhưng mà chị ba kiểu như là nó không có làm lại nó á. Cái nó bung ra một cái thì nó hút chị ba bay ra ngoài luôn. Ghê trời. Xong cái tự nhiên chị ba thấy nó chạy về hướng mà hồi đó mình hay vườn của anh Tám ở nhà ở ngoài sau mương á. Sao? Nó chạy ra cái mấy mương. Cái lúc đó chị ba kiểu như là đuổi heo. Ghê hả? Đuổi heo không ra mấy mương luôn. Ghê trời. Cái mấy mương chịu, chị ba chỉ Phú có cái cây nằm ngang đó. Là cái tự nhiên thấy một con nhỏ tóc dài mà mặc đồ trắng ha, mặt mày máu không luôn, nó nằm dưới á. Xong cái hang chị ba sợ quá rồi, cái chị ba mới cho chạy ngược chạy vô cái ngay chỗ mà cái cầu sàn nước cửa chén trong á, cái thấy nguyên một con nhỏ tóc dài mà màu trắng giống vậy nằm đó nữa. Cái chị ba sợ á, chị ba lết vô được tới cửa sau luôn. Đấy quần. Cái hai con nhỏ đó, một con thì ha mặc đồ trắng mà mình mà ý xình không à, là nó dưới mương nó bò lên, còn một con nó nằm ngay trong đó mà nó bị xích dây xích á, còn nó cào dây xích đứt ra, hai đứa nó lôi dò chị ba. Lâu giờ chị ba biết làm gì không? Làm gì? Giục lên chiếc xuồng. Rồi sao nữa? Xong rồi hai đứa nó hai mỗi đứa ngồi đầu hang kèo 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 vậy nè. Trời ơi ghê chưa? Nó kèo kèo nhà xong tới giữa sông heo cột cục đá hen. Có một cột vô mình á. Rồi sao nữa? Cuốn giục mình xuống sông cái mình chìm xuống vậy nè. Mà trong giấc mơ thực tế lắm nha, mình không có bơi. Mình không biết bơi mà mình bơi ở ngoài cái giường á. Mình đang ngủ. Mình đang ngủ mà. Ghê hả? Cái mình bơi ngoài cái giường, mình bơi đập giường đúng đung 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 vậy nè. Cái ha thằng Tiên á hết hồn rồi, mới chạy qua tán vậy nè. Ê dương đeo má ăn gì tán Phú. Tán vậy cho thực tế. Tán một cái. Mà nó quýnh đau hơn. Tán cái một gác luôn vậy. Nó kêu vậy dương. Mà mình bơi mình đang bơi mình bị cột cục đá vào, uống nước ngậm họng sình, mình cảm giác là lúc đó mình ăn sình luôn á, sình nó hơi mặn tanh. Ghê trời. Xong cái lúc đó mình ớn lạnh lắm rồi kìa, cái xong cái nó kêu vậy cái mình tưởng tượng như nó là cái cục đá vậy đó. Ớn lạnh. Cái mình lấy cái tay, mình lấy con dây vậy nè,
mình lấy tay mình lấy con dây mình giục con dây ra cái mình quất vô mặt nó một cái mình tỉnh dậy. Ừ, anh đến tận khúc lõi. Cái xong rồi mình tỉnh dậy cái nó hỏi mày làm gì như là cái tiên hỏi vậy đó cái mình nói trời ơi nhảy con hai thằng nhỏ nào cũng cột tôi vô con dây giục tôi xuống sông kìa mày ơi ghê quá à. Mày đi chơi đêm về mày dắt hai nhỏ nào về cho tiên. Cái nói mày khùng hả Như tỉnh chưa, tán cho một cái nữa. Trời ơi ghê không. Nói chung là giấc mơ đó rất thật và rất lâu rồi mọi người ơi. Mình kể cho ông Phú nghe cho nó sợ chơi. Không biết nó có sợ không chứ giờ mình cũng hơi rung rung da gà lên rồi đó. Chưa. Mỗi lần mà mình kể là mình thấy ớn à. Mọi người á. Trời ơi nổi da gà thiệt rồi nè. Trời ơi bá này coi đâu mà nổi. Nè nó dựng lên trời luôn nè. Trời ơi gì ghê. Trời ơi ghê chưa. Trời ơi gì. Ghê chưa. Đó nó còn dựng nữa nè. Ghê vậy. Nó còn dựng. Trời ơi thấy chưa, thấy sợ chưa, chuẩn bị giận tới da mặt lên luôn rồi nè. Sao Phúc có vậy đó. Thì mấy người không có trải nghiệm, mấy người không có biết thực tế nó như thế nào. Bữa nào mấy người nằm mơ coi mấy người la không biết. Không. Đây kìa, tao dít cái một bụng mì ra cho. Cái cây ta lễ hóc nãy giờ. Đó, cuối cùng cũng xong con ốc rồi. Bây giờ hai chị em mình tới múc ban phai lan nha mọi người. Đang luộc cái nồi phai lan ở ngoài á. Thôi cả chức giận. Chuyện gì nữa? Chuyện hỏi ha. Hết rồi, giấc mơ tỉnh dậy rồi. Thì không hả? Ừ. Chị vớt phai lan về. Giờ sợ quá, nói cho gà rồi. Tới giờ tao sợ lắm. Thôi bây giờ hai chị em mình xin tạm dừng video clip ở đây rồi. Nếu như mà mọi người thấy những cái video ăn khuya cũng như là những cái video kể chuyện của chị em mình vui, thú vị và hài hước thì đừng quên để lại cho hai chị em mình một like nha. Còn bây giờ hai chị em mình xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.